chính thức nghỉ dưỡng. Nhâm đi làm về rồi nhưng mà bây giờ phải chạy ngược vô Nam Trung để Nhâm lấy thuốc. Ôi giời ơi, đây thuốc ship cho nè mọi người. Chắc chắn mấy bạn sẽ nói chị Trâm ơi cố lên, mấy bạn yên tâm đi, bạn Trâm lạc quan dữ lắm. Đây là chiều nay Trâm mới test xong. Nói chung là bây giờ ở nhà giữ gìn sức khỏe rồi cho nó hết rồi mới đi làm lại. Anh bạn nhỏ Trâm cũng sẽ cho ở nhà luôn. Đài truyền thanh xã Đức Hòa Hạ xin thông báo F0 khi điều trị tại nhà nên có một cái máy SpO2. Cái này là Trâm có sẵn rồi, còn cái câu nãy Trâm đọc là trong đài truyền thanh xã Đức Hòa Hạ nó đọc hàng ngày. Hiện tại bây giờ tiêm với SpO2 của Trâm thì cũng ổn. Nhịp tim thì không có quá 120. Còn oxy thì cũng không có bị dưới 92 đến 95 nên là cũng được mọi người. Nhưng mà bây giờ Trâm đau họng nha, do chiều nay Trâm muốn sốt á. Muốn sốt mà nó không sốt, kiểu nó hai mắt như hai cục lửa vậy. Mấy bạn cứ nói chị Trâm á, nhà chị Trâm á cứ mua sắm này kia, nó mua cái mấy cái này không có thừa đâu mọi người, coi như giống như chi phí bảo hiểm đi, mấy này Trâm có mua cho mẹ Trâm rồi luôn á. Giống như là khi nào mình cần á, khi nào mình cần mình lấy ra mình sử dụng, mấy cái vụ mà thuốc men rồi là Trâm mua để hết đắt thì Trâm cũng bỏ thôi chứ. Ra ngoài tiệm vật tư y tế ngoài quận 5 á, mua nó đắt hơn là cái linh tinh treo trên Lazada nữa đó. Lưu ý, cần bị đau, đảm bảo bằng đài không còn độ cao bị cháy tim, đừng di chuyển và nói chuyện. Kết quả đau của bạn là huyết áp tối đa 120/10 mmHg, huyết áp tối thiểu 92 mmHg, mạch đập của phút 8/10 lần theo tiêu chuẩn Tổ chức Y tế Thế giới. Huyết áp của bạn là cao huyết áp nhẹ. Đó, hơi cao huyết áp nhẹ mọi người. Nhẹ một chút xíu thôi, do mình giống như mình biết mình bị cái mình hơi bị căng thẳng một chút xíu á. Con tạm thời lên gác sinh hoạt ít vài bữa đi con. Khi nào ăn rồi mẹ kêu xuống rồi xuống. Đây là thuốc ship em cho mọi người. Như ở công ty mà ai bị Covid ship em đều cấp phát, đều giống như ship cho mình sẽ có to cho mình bị đau họng, mình sẽ uống đau họng, bị triệu chứng nhiều uống triệu chứng đó vậy đó. Nhức đầu uống nhức đầu, ho uống ho vậy đó. Nói kiên kiên chứ giờ nấu ăn. Nếm nếm mà thôi kệ, đến đoạn nào hay đoạn đó.